Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế xã hội và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Định Hóa xác định giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 1,2% và hộ cận nghèo trên 1%. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo quyết định số 90 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên đối với công tác giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện Định Hóa đã quan tâm và tích cực triển khai các dự án và tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Gia đình bà Ma Thị Cam, xóm Làng Mố, xã Trung Hội là hộ mới thoát nghèo của huyện Định Hóa. Nhà có 5 khẩu, hai vợ chồng bà và người con dâu thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động. Mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào người con trai. Vì vậy cuộc sống gia đình rất khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, mới đây gia đình bà Cam đã được hỗ trợ 100 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính sách phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Việc hỗ trợ gà giống cùng thức ăn chăn nuôi đã tạo tiền đề giúp gia đình bà có điều kiện để chăn nuôi phát triển sản xuất. Cái chương trình hỗ trợ gà nhà nước quan tâm là tôi rất cảm ơn. Gia đình cũng sẽ cố gắng chăm sóc đàn gà để phát triển nó lớn lên xong nó đẻ, mình có thêm thu nhập. Bà Cam là một trong số 187 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo của huyện Định Hóa được hỗ trợ gà để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ chính sách này. Theo đó, các hộ dân ngoài nhận gà giống chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn được hỗ trợ thức ăn hỗn hợp, thức ăn phối trộn, thuốc thú y, máng ăn uống, điện nước, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tư vấn, hướng dẫn tại hộ gia đình. Tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng, còn lại các hộ đối ứng. Khi nhận được cái dự án về, thứ nhất là chúng tôi cử trực tiếp cán bộ phụ trách từng xóm để cùng với bà con, thứ nhất là nhận gà, vận chuyển đến cho bà con và kiểm tra cái chuồng trại cũng như là vệ sinh, thuốc thú y để phòng trừ sâu bệnh cho đàn gà mà chúng tôi vừa nhận được trong chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững được xem là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Với mục tiêu tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 328 hộ được nhận sự hỗ trợ từ dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo và tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã phê duyệt 36 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Các chính sách triển khai hỗ trợ theo chương trình đã được xã triển khai kịp thời đến các xóm và toàn thể nhân dân. Các xóm bình xét hộ đủ điều kiện để đề nghị xã xem xét hỗ trợ đúng đối tượng với tổng kinh phí thực hiện từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên 7,6 tỷ đồng. Đơn cử như tại xã Bình Yên, trong năm 2023 đã có 8 hộ nghèo được hỗ trợ mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản. Ngay sau khi được bàn giao, người dân đã tích cực chăm sóc và nuôi dưỡng với mong muốn sẽ thoát nghèo để ổn định cuộc sống. Cảm ơn Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho dân người nghèo. Con trâu tôi cố gắng để chăn dắt cho nó lên con giống sinh sản mới thoát nghèo được. Được cấp trên tức là đã có cái dự án thì cho tôi được con bò thì tôi cũng rất vui. Bảo là bỏ ra một lúc 17 triệu tôi không có, không bao giờ mới có, ít khi lắm. Thì bây giờ nhà nước người ta hỗ trợ như thế là chúng tôi mừng rồi, rất mừng. Thì bây giờ tôi cũng cố gắng chăm sóc. Mong rằng con bò này nó cũng được nhanh sinh sản. Đấy, thì để nó xóa đói giảm nghèo. Cùng với việc hỗ trợ tư liệu để phát triển sản xuất, thì hỗ trợ việc làm bền vững cũng góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. Xác định được điều đó, huyện Định Hóa đã luôn quan tâm làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, huyện Định Hóa đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm,
Đồng thời, tổ chức 22 phiên việc làm tại các xã với các nội dung hỗ trợ tư vấn, thông tin về thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm, tư vấn học nghề, hướng nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động để người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin và cơ hội việc làm. Được các cái đơn vị đến là tư vấn việc làm, ngày hội việc làm trực tiếp ở xã thì cũng giúp được cho bà con người lao động cũng đỡ phải đi các nơi để tìm hiểu về các cái vấn đề về tuyển dụng lao động, mà các công ty đến đây là trực tiếp làm việc với bà con thì cũng bớt được chút cái thời gian bà con đi lại, cũng như là giảm được cái chi phí trong cái việc là bà con tự đi tìm công việc của mình. Sau mỗi một cái ngày hội việc làm thì cơ bản là bà con cũng tìm được những cái việc là phù hợp với lại bản thân. Cũng trong tháng 10 năm 2023, huyện Định Hóa đã tích cực tổ chức chương trình truyền thông về giảm nghèo đa chiều tại 15 xã nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức hữu ích về giảm nghèo, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo bền vững, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Cùng với các hoạt động nói chuyện chuyên đề, cung cấp tờ rơi và sổ tay, huyện còn chú trọng tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm, kịch tuyên truyền để giảm nghèo, gần gũi và sát với tình hình thực tế ở địa phương. Truyền thông đến cụ thể từng xã, từng cơ sở, mà thực tế là đến cả người dân. Mà cái công tác tuyên truyền thế này về cái hình thức giảm nghèo và cũng như là những hộ nghèo mà hộ cận nghèo mà được nghe thông qua này là người ta rất hiểu, và từ cái đó là căn cứ như cái đấy là kể cả chúng tôi mà về tuyên truyền với từng người dân, công tác chỉ đạo của địa phương nó cũng rất là dễ dàng. Song song với đó, hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cũng được triển khai thực hiện với hai nội dung chính là tập huấn trợ giúp pháp lý và nâng cao năng lực, qua đó giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện nắm vững các chủ trương, chính sách và phương pháp triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn phụ trách. Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý để hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở về nghiệp vụ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong khu dân cư, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp cận được với các dịch vụ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo để nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Định Hóa đạt 4,44% một năm và hộ cận nghèo là 3,88% một năm, vượt xa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 1,2%, hộ cận nghèo trên 1%. Trong thời gian tới thì huyện Định Hóa tiếp tục tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt hiệu quả cái chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với các hoạt động cụ thể như là hỗ trợ sinh kế, đa dạng hóa các nội dung liên quan sản xuất, giúp cho nhân dân mở các lớp đào tạo về nghề và giới thiệu quảng bá về cái nghề đào tạo, giúp cho nhân dân thì sau khi được đào tạo thì có cái nghề ổn định. Bên cạnh đó thì có tổ chức các chương trình tập huấn để hỗ trợ các hộ liên quan đến tiếp cận các dịch vụ liên quan đến chuẩn nghèo bền vững. Các nội dung liên quan đến kinh phí về cái chương trình này thì chúng tôi cũng triển khai một cách theo đúng quy định. Những kết quả trên khẳng định, sau nửa nhiệm kỳ, đặc biệt là từ khi thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, công tác giảm nghèo của huyện đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực. Các vấn đề cơ bản nhất đối với hộ nghèo như nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, chính sách an sinh xã hội khác đã được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Đặc biệt, các chính sách giảm nghèo đã tác động làm chuyển biến nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những cơ sở, tiêu chí quan trọng để góp phần đưa Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.